có 19 đoàn thể, 19 đoàn thể đều gọi là thật. Họ tùy nghiệp thân phận thần kinh. Trên thực tế gọi là pháp thân đại sĩ, gọi là chư Phật Như Lai, đại từ đại bi vì chúng sanh khổ nạn. Chúng ta phải biết họ không phải thần linh, cũng không phải chư thiên thần, đều là chư Phật Như Lai. Và đề nghị ở đâu? Ngay trong cuộc sống cặn kẽ của chúng ta, cần phải lãnh hội điều này. Làm sao mới lãnh hội được? Tâm thanh tịnh, chân thành, thanh tịnh đến cực kỳ vô. Thì quý vị Bồ Tát thì trong tâm ta đều biết. Hay nói cách khác, ta có khả năng nhận biết họ. Nếu hỏi họ, chắc chắn họ có thể nhận. Ngày xưa, Đại sứ Ung Thư Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí ở cái chữ Tây Thủ Quận Bản Bộ, đặc biệt Bồ Tát. Có người nói với ngài rằng này, ngài tuyệt đối tôi là phạm phu sắc tâm phạm phu, nhưng quan sát được tâm hoạt động như một người thường ngày. Thật sự có nhận được dụng như Bồ Tát Đại Thế Chí, chúng ta sẽ biết rằng những chư Đại Thế Chí Bồ Tát như không, chúng ta thấy hành trì một trợ của ngài rất giống. Điều cần khó bắt được là ngài đeo quạt kinh văn Đại Thế Chí Bồ Tát như không. Chúng ta trong kinh Lăng Nghiêm ra, kết hợp với tịnh độ ngũ kinh, gọi thành tịnh độ ngũ kinh. Ngũ kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Thiên Không Chương cho Đại sứ quan chọn, chọn thức quan điểm khiến kinh điển tịnh tâm đạt đến những lưới tánh viên mãn, không hề có chút thiếu tiết nào. Phải nhớ lại từ ở trước, từ Đại Bồ Tát Khải Huyền trở xuống, cho đến Thần Kim Cang. Thần Kim Cang trở xuống có những loại thần chú tên chủ đạo thần, là nói thập trụ nhân quả, nhân quả của thập trụ Bồ Tát. Nhưng quý vị nhất định phải nhớ, họ đều là những thiên vật thuộc hàng nhất lưu. Nhưng Bồ Tát Phổ Hiền đều là Bồ Tát Phổ Hiền tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Pháp thân
sơ cửu Bồ Tát có năng lực thị hiện bát cương thành đạo. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 3.000 năm trước xuất hiện ở thế giới này là thị hiện bát cương thành đạo. Ai có thể thị hiện bát cương thành đạo sơ cửu trở lên đều được, nghĩa là người đang dùng theo Phật để độ họ liền thì thân Phật và biết pháp. Họ có năng lực này. Giờ đây có thể biết của thân Phật họ đều có thể hiện Phật trở xuống càng không cần. Cần nói pháp họ ứng cơ biết pháp. Tuy hiện thân tướng không đồng nhau, nói pháp môn không tương đồng, nguyên tắc nguyên lý của họ không thể thay đổi, nhất định khiến chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh phạm về khai ngộ, thoát vì biển khổ sanh tử, sớm ngày để chẳng đến khi bờ niết bàn. Đây là phương châm nguyên tắc không thể thay đổi. Và các đại tiền đề này nói hết cho chư vị biết, ý học một bậc nhất là khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Vì giảng sanh thế giới cực lạc trong đời này mới chứng được xuống cảnh niết bàn. Tu các pháp môn đại thừa khác trong đời này không đạt được cứu cánh viên mãn, duy nhất niệm Phật có thể đạt được cứu cánh viên mãn. Người niệm Phật chân chánh trong tâm không có vọng niệm, không có tạp niệm, nhất niệm bất sanh, thanh tịnh tịnh diệt. Tâm này chính là tâm Phật. Dùng chân tâm chiếu soi vạn vật, nhiều thiết nguyên sẽ có thể chiếu soi vạn vật. Gọi là hộ lai hộ niệm, an lai an niệm. Đây là cổ nhân nói. Cổ nhân nói hộ là người nước ngoài. Người nước ngoài xoay đường sẽ hiện tướng của người nước ngoài. Người Hán là người Trung Quốc. Người Hán xoay đường hiện tướng của người Việt Nam. Vì hiện tướng mà không hiện. Đây